Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, hai nhà ngoại giao tuyên bố ủng hộ nỗ lực của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura trong việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa đại diện chính phủ Syria và phe đối lập vào ngày 13 tháng 4 tới tại Geneva, Thụy Sĩ, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo tính toàn diện cho cuộc đối thoại, đặc biệt có sự tham gia đầy đủ của đại diện người quốc trong quá trình đàm phán. Ngoài ra, Ngoại trưởng hai nước cam kết tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và Mặt trận Al-Nusra, cũng như những nhóm có liên hệ với hai tổ chức này. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp bổ sung nhằm ngăn chặn tình trạng tiếp tế nhân lực và vũ khí từ bên ngoài cho các tổ chức khủng bố. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh chiến sự tại Syria đang gia tăng giữa quân chính phủ và các lực lượng đối lập tại các khu vực miền Bắc và miền Tây Syria, đe dọa nghiêm trọng tới lệnh ngừng bắn. Trước đó, một thành viên thuộc Ủy ban đàm phán cấp cao, một liên minh rộng lớn gồm nhiều nhóm đối lập tại Syria, còn khẳng định trong khoảng 10 ngày qua, tình hình đã xấu đi nghiêm trọng khi lệnh ngừng bắn bị vi phạm và gần như đã sụp đổ.